Khu dân cư thôn 5, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa quân dân năm 2022. Tới dự có đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Khu dân cư thôn 5, xã Hạ Lễ hiện có gần 250 hộ dân với gần 500 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đời sống người dân thôn 5 ngày càng chuyển biến rõ nét, kinh tế phát triển, an ninh trật tự ổn định, tình làng nghĩa xóm được vun đắp, đời sống văn hóa ngày càng khởi sắc. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận thôn 5 đã thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối gắn kết giữa Đảng, chính quyền, trong sạch, vững mạnh, vận động nhân dân đoàn kết, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, giá trị ước đạt 30 triệu đồng một năm, duy trì và phát triển các ngành nghề. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1% năm 2020 xuống còn 0,8% năm 2022. 100% hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh, 100% đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, 85% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Phong trào khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh, duy trì tốt tổ hòa giải và hoạt động hiệu quả. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác quốc phòng được nhân dân tích cực tham gia. Thôn 5 là một trong những địa phương đạt danh hiệu làng văn hóa đầu tiên của tỉnh Hải Hưng năm 1995. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho khu dân cư thôn 5. Ban Công tác Mặt trận thôn 5 biểu dương 13 gia đình văn hóa tiêu biểu, gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền các cấp và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Ban Công tác Mặt trận thôn chúng tôi luôn luôn là có phương hướng hoạt động đổi mới và vận động nhân dân bằng mọi hình thức đoàn kết thực hiện tốt chính sách pháp luật của nhà nước, mọi chỉ tiêu của địa phương giao. Ngày đại đoàn kết toàn dân hôm nay là cũng là dịp để cho nhân dân gặp gỡ, giao lưu, tăng cường thêm sự đoàn kết trong nhân dân.